Đây là một trong những chiếc xe mà được các dân sử dụng gọi là chuộng nhất thị trường hiện tại bây giờ. Đấy là cái dòng xe nâng của hãng Komatsu đời trừ 11 nha các bạn nhé. Lưu ý rằng là Komatsu đời trừ 11. Đây là một dòng xe nâng huyền thoại luôn. Komatsu đời trừ 11, lốp kép, số sàn và có dịch giá luôn nha các bác nhé. Đây là một trong những chiếc xe mà cực kỳ đẹp luôn. Phải không phải nói đẹp mà nó là cực kỳ đẹp. Chào mừng các bạn đang quay trở lại với kênh của xe nâng ANP Việt Nam. Và trong cái video ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn một chiếc xe huyền thoại. Đây là một trong những chiếc xe mà được các dân sử dụng gọi là chuộng nhất thị trường hiện tại bây giờ. Đấy là cái dòng xe nâng của hãng Komatsu đời trừ 11 nha các bạn nhé. Lưu ý rằng là Komatsu đời trừ 11. Đây là một dòng xe nâng huyền thoại luôn. Komatsu đời trừ 11, lốp kép, số sàn và có dịch giá luôn nha các bác nhé. Đây là một trong những chiếc xe mà cực kỳ đẹp luôn. Phải không phải nói đẹp mà nó là cực kỳ đẹp. Thực ra là những cái dòng xe nâng này đời đã khá là thấp, nhưng mà được dân trong nghề, trong cái thị trường sử dụng cho nâng, giống như là bên sử dụng về nâng gạch đá, xi măng, vật liệu xây dựng, rồi là nâng gỗ, rồi nâng bất kỳ thứ gì, nhưng mà cần dùng số sàn, cần dùng số mạnh. Đấy, đi trong thị trường nó đi trong cái môi trường nó hơi bị gập ghềnh gồ ghề, không được đẹp chút, thì họ sẽ ưu tiên dùng những dòng xe nâng này. Và đây là một cái chiếc xe nâng mà gọi là nồi đồng cối đá nhất mà rất nhiều các bác ưa chuộng. Các bác hãy nhớ rằng đây là một chiếc xe nâng 2,5 tấn của hãng Komatsu đời trừ 11 nha các bác nhé, đời trừ 11. Đấy, và số sàn, lốp kép cực đẹp luôn. Đấy, tôi sẽ cho các bác xem nó đẹp ở cái chỗ nào. Thì đầu tiên là tôi sẽ cùng với anh cameraman sẽ review về xung quanh cho các bác xem nhé. Đây, đầu tiên là nước sơn của nó này. Đây, nguyên bản nha các bác nhé. Các bác nhìn thấy chưa? Gần như là nguyên zin đi theo xe này. Đấy, Komatsu nhá, Komatsu đời trừ 11, 2,5 tấn. Nước sơn nguyên bản đi theo xe. Có những cái đèn mà đi theo xe nó vẫn còn nguyên zin nha các bác này. Đây nhá. Còn như cái tay tôi đang cầm đây là cái ống này là ống thoát nước mưa ở trên cái nóc này. Nếu mà mưa nó sẽ thoát trong cái đường này, nó chảy xuống. Còn cái đèn tín hiệu đằng sau này, bên này một cái, và bên phía bên kia một cái, nó vẫn còn nguyên zin. Đấy, như các bác nhìn thấy. Rồi đằng trước kia, rồi cái khung nhá. Nước sơn của khung này, nước sơn màu xanh tím than nguyên zin này. Đấy. Này, hệ thống gương này, gương chiếu hậu này, đèn sinh nhan này, đèn chiếu sáng này. Đấy, rồi nước sơn của khung này. Đây, có những thứ mà nó chỉ hơi bị oxy hóa một tí tẹo thôi. Đấy, còn đâu là lại phải là nguyên zin đét luôn nha các bác nhá. Lốp đôi. Lốp đôi thì lốp con này nó hơi mòn một chút, nhưng có thể thay lốp khác được, không vấn đề gì. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Đây nữa. Lần sau là lốp đặc. Đấy, rồi, ok, tôi sẽ review thêm cái phần nữa là phần động cơ để cho các bác xem. Đây. Đây là động cơ của cái con xe nâng này nha các bác nhá. Động cơ nhá. Các bác nhìn thấy chưa? Nước sơn này, gọi như là màu của nó đang ánh đồng luôn này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Sơn nguyên zin màu ánh đồng nhá. Đấy, gồm chỉ là những cái tay co ống nước này. Rồi, cái bơm tay zin còn theo này. Các bác nhìn thấy này. Đấy, cái hộp lọc gió này. Con này còn chất zin từ A tới Z luôn, chưa qua thay thế một bất kỳ một cái vật, cái phụ tùng nào, kể cả cái bình ắc quy nguyên zin về vẫn còn nguyên zin nha các bác nhá. Để kiếm được một chiếc xe nâng huyền thoại đời cổ mà cực kỳ nồi đồng cối đá như cái con này thì cực kỳ hiếm luôn. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đây, tôi bỏ cái này ra để tôi có thể quay thêm cái hộp số cho các bác xem. Đấy, hộp số cũng còn nguyên zin nha các bác nhá. Kể cả những cái cảm biến, những cái dây điện điều khiển này, dây tín hiệu. Đấy, còn nguyên bản như các bác nhìn này, cái chân đạp ga này, cái chân phanh, chân côn này. Đấy, nó còn nguyên zin như này, chứng tỏ là cái thời gian sử dụng, cái việc mà sử dụng hàng ngày của nó cực kỳ ít luôn nha các bác nhá. Cực kỳ ít luôn. Đấy. Và nếu các bác đang cần một chiếc xe nâng nồi đồng cối đá về để phục vụ việc sản xuất của mình thì đây là một cái lựa chọn mà hoàn toàn yên tâm luôn nha các bác nhá. Hoàn toàn yên tâm luôn. Đấy. Tôi sẽ vận hành thử cái con này cho để cho các bác nhìn qua nhé. Đây, tôi sẽ để lên cho các bác xem.
Đây, sau khi trước tiên chúng ta muốn đề thì chúng ta hãy trả nó về số mo nha các bác nhá. Số N đấy. Tức là số trung gian, không có cái số. Và bật chìa khóa lên để cho cái đèn sông ở trên cái đồng hồ này nó tắt đi. Thì chúng ta đề một cái là nó nổ ngay rồi. Các bác thấy chưa? Đây, ok. Thì thông thường thì số sàn lúc nào nó cũng sẽ vận hành nó khó hơn là số tự động một chút. Đấy, tôi đã cài số cho chạy thử cho các bác xem nhá. Đấy. Số 2 thì vừa số 1 bây giờ là số 2 nhá. Đây tôi đang chạy quay tròn nó đừng tiến nhá, bây giờ tôi chạy lùi. Đây. Cồn số cực kỳ là nhịp nhàng nha các bác nhá. Lại một lần nữa tôi lại chia sẻ với các bác cái điều này, rằng là tay lái của nó cũng khá là nhẹ luôn. Các bác nhìn nhá, đây là tay lái rất là nhẹ luôn, tay lái trợ lực thủy lực nha, rất là nhẹ luôn. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Rồi là số này. Tôi sẽ cài số cho các bác xem nào. Chân côn rất nhẹ nha, tôi đạp nhẹ mà cái là chân côn nó xuống rồi này. Các bác nhìn này. Đây, chân côn rất nhẹ luôn. Đấy, tôi vào số này, tôi khẽ lắc số một cái là nó đã vào rồi. Đấy, và rất nhẹ nhàng tôi nhả chân côn, bưng chân côn ra nó sẽ chạy nha các bác nha. Đấy. Xin chia sẻ lại với các bác là con này là 2,5 tấn số sàn dịch giá lốp kép. Đây, và tôi sẽ nâng cao lên tối đa 3 mét cho các bác xem. Nâng cao tối đa 3 mét nha các bác nha. Đây là một báu vật trong cái lĩnh vực xe nâng. Người ta hay gọi là Komatsu đời trừ 11 huyền thoại 2,5 tấn nha các bác nha. Và một cái nữa là cái bộ dịch giá, các bác nhìn này. Tôi sẽ quay dịch giá cho các bác xem. Đây. Đấy, dịch sang bên trái, dịch sang bên phải. Nó đáng chú ý ở một cái rằng là cái đây là một cái bộ dịch giá nó zin nguyên zin theo xe. Nên là nó cực kỳ chất luôn nha các bác nha. Đấy. Nguyên zin theo xe này nó cực kỳ chất luôn. Và để soi qua xem cái máy nó hoạt động như thế nào. Thì đây tôi sẽ mời anh cameraman anh quay gần lại đây nhá. Để tôi có thể mở cái máy này lên cho review cái động cơ cho các bạn xem. Đây, các bạn thấy chưa? Đấy, đây là các bạn hãy mục sở thị nhá. Máy đẹp long lanh màu ánh đồng 7 màu luôn nhá. Đào đâu ra một chiếc xe nâng mà nó có cái chất lượng nó như thế này. Các bạn nhìn thấy chưa? Hiếm lắm, hiếm có cái động cơ nào mà nó đẹp như thế nào ấy. Đấy, rất cực kỳ hiếm luôn. Đào đâu ra một cái máy mà nó đẹp như thế này. Đấy, nó đổ êm nhá. Rồi màu nó đẹp, màu sắc ánh đồng nó đẹp nguyên zin như thế này. Đấy, đâu ra máy cực kỳ đẹp luôn. Đấy, các bác thấy chưa? Rồi, tôi sẽ đổ ga các bác xem này. Tôi mở cái nắp này cho các bác xem nhé. Không có một tí hơi thừa nào luôn. Cực kỳ đẹp luôn. Đấy, tôi sẽ nắp lại xong rồi tôi sẽ mở lại một lần nữa để cho các bác xem nhé. Đây, các bác nhìn thấy chưa? Cực kỳ đẹp luôn. Đây, tôi mở ra nha, không tí hơi thừa nào nha các bác nha. Nguyên zin, đẹp. Quá đẹp luôn. Rồi, các bác đang xem cái video này, nếu các bác thấy video này hay thì các bác hãy nhấn vào cái nút đăng ký để các bác sẽ là người đầu tiên nhận được những cái video mới nhất về xe nâng mà tôi là Hùng Xe Nâng sẽ review trên cái kênh của Xe Nâng ANV Việt Nam. Các bác có bất kỳ một câu hỏi nào về hướng dẫn sử dụng xe nâng, về cách bảo trì xe nâng, về cách sửa chữa xe nâng, động cơ không nổ hay bất kỳ một điều gì liên quan đến xe nâng thì các bác hãy để lại một cái câu hỏi ở dưới cái phần comment. Hướng dẫn và tôi sẽ trả lời những câu hỏi của các bác một cách cẩn thận và nhiệt tình nhất. Hoặc là các bác có thể gọi điện cho tôi theo cái số điện thoại mà tôi có để trên cái màn hình của video này nhé. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi hết cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những cái video tiếp theo. Xin chào. ANP Việt Nam trao niềm tin, nhận giá trị